Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với clip tiếp theo của kênh Khương Troll. Ở clip này mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái cách nối dây điện chuẩn đúng thợ mà các bạn chỉ cần tận dụng cái đồ nghề sẵn ở nhà mình có. Đó, các bạn chỉ cần một cái kéo cùn hoặc kéo sắt cũng có thể nối được. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn, hy vọng là sẽ giúp ích được các bạn trong cuộc sống này các bạn. Đó, cái này mình sẽ dùng sức. Đấy, mình kéo ra. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cách nối, và mình sẽ không thí dụ và mình sẽ chia sẻ luôn. Đó, bây giờ mình chỉ có một cái kéo cùn này thôi. Đó, đây là các bạn này. Ok, mình đã cắt được hai cái đầu dây nhé các bạn. Đấy. Và nếu như các bạn để như thế này, các bạn vấn vào, thì mình tin chắc rằng cái mối nối này sẽ không chắc mà không đạt tiêu chuẩn các bạn nhé. Các bạn chỉ cần tách hai cái đầu dây ra như thế này và các bạn lồng vào như thế này cho mình. Đó. Và các bạn có thể tay một lượt một cái này vào đây cho mình. Đó. Bên này tương tự. Đó, các bạn sẽ vấn vào cái này cho mình. Đó, các bạn vấn chặt rồi. Có thể các bạn đấy chỉ dùng tay không, nhưng mà và các bạn dùng kìm nữa thì càng chắc chắn. Nhưng mình sẽ chia sẻ với các bạn là một cách đơn giản nhất mà ở nhà ai cũng làm được. Các bạn đã nối được một cái sợi dây. Đấy, có những cái mặt tiếp xúc với nhau rất là nhiều, rất là chắc chắn này các bạn. Đó, cực chắc chắn luôn các bạn nhé. Và sau đó thì các bạn sẽ sử dụng cái băng keo này, các bạn quấn vào cho mình. Đấy, các bạn sẽ quấn vào đây cho mình. Các bạn, nếu các bạn thấy mình chia sẻ cái này hữu ích với các bạn thì hãy cho mình một like và đừng quên đăng ký bật chuông để tiếp tục theo dõi những clip tiếp theo của mình. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo.